Ok, bây giờ đói bụng quá. Đi. Vậy đi. Làm gì vô. Đi lại bên này mình ra đường á, mà mình mang dép á, người ta nhìn mình á, mình giống như người trên trời lên xuống vậy. Đây, ok, còn cửa này, đi, từ đây lại công viên này khoảng 200 mét rồi, gần à. Nên đi bộ đi tập thể dục. Đã, chú chi hay gì? Giờ này bên đây không có ai chứ, còn được. Mình nhường cho xe qua đường. Ok, tới community rồi. Community từ chỗ mình lại khoảng 200 mét nữa là mình tay phải ngay đó rồi. Bây giờ mình đi lại chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, mình đi qua đây, qua chỗ dành cho người đi bộ đó, mình vô đó là community đó. Ok, đi thôi. Bây giờ đèn đang chuyển sang màu đỏ rồi, mình đứng đây mình đợi. Rồi, đèn xanh rồi, qua đây. Ok, đây comedy rồi. Thông thường ở comedy thì nó không có cho mình quay phim đâu, vì mình tắt máy quay cả, cho mua đồ. Bây giờ mua cơm ăn, mua cái gì vậy? Ở đây có một cái cơm, cái này là cơm chiên dương, giống như cơm chiên dương châu vậy. Nào có cơm gà đó. Này thì cơm hay sản, chắc mình ăn cơm này quá. Cơm này, qua nhìn ngon quá, lấy một phần này đi. Đi lấy cái giỏ không được. Thì 554 là khoảng 101 rồi. Cái giỏ này. Ok. Xong rồi nước rồi. Có gì vậy? 85 yên. Cam nước. Đó, qua đây Coca-Cola. Coca-Cola không có lon nha. Red Bull. Ok, mình lấy cái lon này cho nó rẻ, lon nước cam này. Lon này là 96 yên. 96 yên là khoảng chừng 20 ngàn. Lon này Fanta nè. 20 ngàn. Ok, giờ mua thêm cái gì tráng miệng ăn nữa. Tráng miệng ăn thì có chuối. Chuối này 100 yên là 20 ngàn một trái nè. Mà nó có gì nó sống quá. Bao nhiêu đây thôi, được rồi. Đây là scone. Đây hết soy nè. Hết soi rồi. Ok. Bây giờ mình đi tính tiền thôi. Bye bye guys. Tính tiền hả? Này người Nhật họ không có chịu quay mặt được hả? Bye. Bỏ túi đi. Quay phim mà khó bỏ trong túi lắm. Hey. Sumase, soko chotto squatte moi desu ka? Hai. Giờ mình đang đợi cho nó làm tatame, nó làm nóng cái bằng cơm á. Hai, ato gozaimasu. Rồi, đi vào bên đó ăn thôi. Hey. Còn cho ngồi ăn. Ok. Giờ khui ra thôi. Quay phim có một tay khó. Rác cái bên này mình phải làm xong hay gơ mình bỏ vô, không được bỏ lung tung. Đó. Một tay lại khó.
nãy nãy mình kêu nó hâm nóng rồi nè. Ồ, nó có khăn giấy cho mình nè. Cái này là ở đây nó ghi á là đừng có hút thuốc, với lại đừng có ở quá một tiếng trong này nè, kiểu này chứ không phải như bên xe cục cây bên mình. Cái này ở Family Mart nó bị cái chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi của nó cũng giống như xe cục cây bên mình vậy, nhưng mà không phải như xe cục cây. Mình muốn vô mình ngủ từ sáng tới chiều cũng được. Ở bên đây thì kiểu nó mình vô mình ở mình ăn uống mình làm, nhưng mà đừng có uống rượu thuốc này, lại đừng có ở quá một tiếng đồng hồ thôi. Uống nước đi. Ok, ăn thôi. Ok, ăn thôi. Itadakimasu. Ah, chết rồi. Rớt rồi. Ừ.